Mỗi lần ra Hà Nội thì Bình Nè thường uống cà phê ở đâu? Xin chào các bạn nha, Bình Nè đây. Mình mới có dịp ra Hà Nội và cũng như bao nhiêu lần khác thì lần nào mình cũng ghé quán cà phê này hết á. Từ nhà mình qua tới đây thì rất là xa luôn và có rất là nhiều sự lựa chọn khác, nhưng mà không hiểu sao mình cứ nhất định phải ghé đây thôi. Có hai điều mình rất là thích ở Đồng. Một là việc người ta tối ưu không gian của quán. Nãy giờ mấy bạn xem video thì có cảm giác là quán này khá là to đúng không? Đó chính là cái hay của người nào mà đã thiết kế ra cái quán này á. Và điều thứ hai mình thích ở đây là độ phủ xanh của quán. Hầu như là chỗ nào trong quán cũng được trồng cây xanh hết trơn á, mà còn trồng rất là đẹp nữa. Khiến cho mỗi lần ngồi đây uống cà phê á, mình cũng cảm thấy là thoải mái, dễ chịu hơn ha. Và chắc là người khác cũng thấy vậy á. À mà suýt thì quên còn điều thứ ba nữa, đó là chất lượng đồ uống ở đây ha. Cái này là cực kỳ quan trọng luôn á. Nói chung thì đây là một quán mình rất là thích, dù là ngồi một mình hay là ngồi chung với bạn bè á, thì mình cũng rất là enjoy cái moment ở đây. Năm ngoái ra Hà Nội mình cũng ghé đây rồi nè, mà cũng không riêng gì mình đâu. Nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng rất là hay chọn quán này nữa. Ghê không? Mình nói về lịch sử đôi lúc cũng có những sai sót chứ, nhưng mà nói về cà phê á thì mình tin là không.